ok luôn. Thì chị cho ăn không? Nè, cho chị đi nè. Chị đi thích không? Chị thích nè, bạn nào? Thích không? Bán trầu à, bán trầu luôn à? Thì các chị em đã ăn được không? Có. À có, đúng rồi nhỉ. Để mẹ gọt cho hai chị em ăn nha. Chị thích này không chị? Chị thích lắm ấy. Nè, mẹ cho gấu cái nè chơi. À từ từ, để mẹ xem. Mẹ xem mẹ bỏ vô trong đây đã nha. Bỏ như thế nào ta? À, đây rồi. Rồi. Đen, 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 đen. Đây là mẹ có cái túi này nữa nè. Mẹ có một cái túi siêu xinh này. Cái này mà đội mũ cho em Titi thì ôi dồi ôi. Đây. Đó, đội mũ cho em Titi nha. À, để mẹ gọp bữa cho hai chị em ăn nha. Mũ siêu to khổng lồ so với đầu em Titi. Úi úi úi, đây nè. Đó, siêu nhân Titi. Đây, Titi quay lại đây mẹ xem. Đội mũ cho em á. Nè. Em ăn bát cóc Titi. Siêu nhân bát cóc Titi à? Đó. Đẹp quá. Em ăn bát cóc Titi. Thì mẹ cắt bữa cho hai chị em ăn nhé. Em ăn bát cóc Titi. Ừ. Em ăn bát cóc Titi. Cho lại bát cóc Titi. Bát Titi đi đâu? Em bát. Titi ngồi hóng mẹ cắt bưởi. Đứa nào mà hư là bị bắt cóc đúng không? Titi nữa. Titi có hư không? Có. Có à? Thế em gấu có hư không? Không. Ô, em gấu không hư à? Em gấu lại ngoan thế. Yeah. Con thích ba mẹ. À đúng rồi. Tí là mẹ sẽ làm cho hai chị em hai cái đĩa bỏ bưởi siêu to siêu ngon bằng vỏ bưởi. Mẹ đâu? Đây là cái đĩa của gấu. Đây là cái đĩa của Titi. Đó. Hai cái đĩa xịn chưa? À, con để vô đi. Từ nha, để mẹ bóc cái vỏ trắng này đi, đặt lên cái vỏ trắng này đắng lắm. Thì ngồi chờ mẹ tí nhá. Đĩa của Titi hay của em? Ừ, hai đĩa của hai chị em siêu đẹp luôn nhỉ. Để mẹ bóc cho hai chị em ăn nha. Dạ. Ừ, xin đợi. Dạ. Thì ngồi chờ mẹ lâu quá. Mẹ ăn đi mẹ. Cái đấy sao ăn gấu? Để mẹ bóc cho Titi trước nhá. Mua bát này to chút. Anh thế à? Titi ngồi chờ mẹ lâu quá. Đây này, mẹ lấy cho gấu với Titi đây này. Titi với gấu ngồi chờ mẹ lâu quá nhỉ. Mẹ thì mẹ. Đây. Đây. À, non quá. Non quá. Đây, của gấu đây. Của Titi đây. Non không? Để mẹ để đây cho Titi nhá. Đây. Nè, Titi ăn đi. Này. Non. Ngoan. Ừ. Để mẹ lấy cho Titi nhá. Lấy cho em nhiều. Đây, lấy cho em nhiều ạ. Ok luôn. Đây, để mẹ xếp lại cái đĩa rồi mẹ bỏ lên cái đĩa cho em nhá. Để chỗ em. Này chỗ Titi. Này chỗ em. Này chỗ Titi. Này chỗ em. Này chỗ Titi. Được rồi. Đây, để mẹ bóc lại em một múi siêu to khổng lồ. Nhiều. Ừ, nhiều luôn. Ăn bao nhiêu mẹ có bấy nhiêu luôn. Trời ơi, thì ăn non chết. Đi cho mẹ xin miếng nào. Nè.
Nè, em gấu cho không? Đó. Đó hả? Nhiều nè. Ôi trời ơi, nhiều thế. Đây, mẹ xin. Nè. Đút cho em chút chim nhé. Chị ơi, chị đút nè. Chị đút nè. Chị ơi ngon. Đây, của con đây. Nè. Chắc là tại con đút bị trái tay nên là em khó ăn đấy. Mày đút bên này dễ, em dễ thấy này. Trái ăn, trái vải. Trái vải. Mẹ chọn cái nào? Mẹ chọn cái nhỏ. Chưa rồi à? Đây, ngon chưa? Ngon chị. Wow, siêu to chưa? Mẹ cho Titi nè. Đây mẹ. Mẹ để đây xong rồi mẹ lấy Titi ăn nhá. Miếng to luôn nhá. Đấy, con ăn nhiều. Mẹ đang ăn nhiều của. Đó, mẹ bóc cho con nhiều gì đó. Này, đây nữa. Há miệng nào, há miệng nào. Wow, ngon. Ôi dồi ôi. Ngon. Mẹ mời Titi, mẹ mời gấu. Mời Titi, mời mẹ ra. Quả bưởi này ngọt quá. Rất ngọt ngọt. Ăn non quá. Ăn non, mời bạn ăn nhá. Cái này không được, mời bạn ăn nhá. Ok. Này, để mẹ bóc muối nữa rồi. Rồi, hai chị em ngồi đây ăn để mẹ đi nấu cơm nha. Mẹ đi ra mẹ hái rau vô mẹ nấu cơm nữa không muộn mất rồi nha. Nấu cơm xong rồi tí nữa hai chị em ăn bữa xong rồi ta xuống ta ăn cơm nhỉ. Mẹ nấu cơm đi mẹ. Từ từ để mẹ bóc cái muối này cho em Titi đã. Cho em Titi cũng gần hết rồi. Thứ to cũng đổ cho Titi luôn. Nào. Thế chị gấu đút cho em Titi ăn nha. Ừ. Dạ chứ. Ừ. Đây mẹ cho Titi này. Rồi. Chăm cho em đi chưa. Để mẹ đi nấu cơm. Titi ngồi đây ăn với chị nhá. Để mẹ đi nấu cơm xong tí mẹ lên nha. Chị ơi.